lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình đều say no hết. Chúng ta lấy nhau là ở giai đoạn màu đỏ hay màu xanh? Màu xanh mới nên lấy nhau, ở màu đỏ lấy nhau là dại. Màu đỏ lấy nhau là trên nền tảng của tham sân si là không nên. Chúng ta phải lấy nhau trên nền tảng màu xanh. Vậy nó yêu mình hay mình yêu nó, tức là lấy người tham mình hay lấy người mình tham như nhau. Tuy nhiên tâm lý của nữ là lấy người yêu mình, tâm lý của nam là lấy người mình yêu. Vì nữ thích an toàn, nó yêu mình, sai được đó. Mình nam thích chinh phục nên thích lấy người mình yêu. Mình phải đi chinh phục được người đó mình mới chịu. Tuy nhiên mình tham nó hay nó tham mình là vẫn bị sai. Nó phải quen một thời gian, phải rời xa, hiểu và thương rồi mới quyết định, thì lúc này mới xác suất bền vững mới xuất hiện. Giai đoạn 2 mới nên cưới, 6 tháng 1 năm sau cưới chưa muộn. Lúc đó đừng lấy vội.